yêu miền xa xôi lắm, đạp xương hẹn vô tuyết trở về đây để kể cho bà nghe một câu chuyện. Chuyện ban đầu của một người con gái, chuyện thương đau của một kẻ đánh chân. Điểm qua tôi về nghe nơi họ hẹn tụ, thì mày hãy thành người con gái đã sáng nghe. Bà ơi tôi sẽ ra đi là đời tiện đưa mùa thu vào trong giấc mơ buồn ba. Cái mốc chiều nào mà có dừng chân nơi quán là xin dành lại phút giây hoài niệm kẻ đang trần. Tôi đã ra đi là chấp nhận cho mình một cuộc sống lên trời cô độc như loài chim buồn lạc. Bà ơi có phút giây nào mà còn tranh nhớ tôi, đến một kẻ đã cùng bà hẹn. Vậy xin bà hãy quay về nơi kỷ niệm và khóc cho nhau dài giọt lệ ban đầu. Bên cuộc sống, bên chồng và bên những đứa con sống.